giảng kinh. Đức Phật nói, ta giảng kinh hôm nay có vô số Bồ Tát từ mười phương pháp giới đến đây dự hành. Nhưng mà những người thanh gian hữu học thì không thấy. Mà dù cho họ hiện giờ tất cả Bồ Tát đang ở đây mà không ai cảm thấy gì cả. Có gì tên không? Quá kỳ cục. Đúng không? Có không? Có không? Mọi vị ngồi tưởng tượng, ngồi suy nghĩ coi chuyện đó có không? Ta giảng pháp hôm nay ở đây, nhưng mà có vô số Bồ Tát ở mười phương pháp giới đều đến dự pháp hội này. Và những người trong chúng hội này, bậc hữu học, bậc thanh văn không bao giờ thấy, và cũng không bao giờ cảm thấy cái hội trường này, cái pháp hội này bị chật, nó bầu nhiễm, nó xạo hữu quá trời. Tại vì có, đúng không? Cho nên mình học đạo, mình cảm thấy những cái đó hình như nó có vẻ gì quyền hội, có vẻ gì không có. Một phần. Bây giờ nghe phát này ha, nó đem cái máy đó nó thâu vô, nó đi gắn vô chưa có gì tôi biết, mà trực tiếp truyền hình ha, trực tiếp mà gọi lên máy đây ha. Bây giờ đó ha, ở đâu trên thế giới này, ở Việt Nam, ở các nước đó ha, người ta mà thích thầy Thiện Chí mở ra có thấy không? Thấy liền. Thấy không? Thấy liền. Mà họ giống như đang ngồi đối diện với thầy không? Cái này thầy mới cảm nhận được thôi. Tại hồi đó giờ thầy phát là thầy mắc cỡ lắm, thiết thôi không dám lên coi điện hình, không có lên internet để coi. Cái mà không hết thì má thì có cái điện hình, mà có cái internet đó, cái má nói ủa má thấy con trên đó. Tết bạn kể sao cái mình mới tò mò coi sao. Bà nói con hỏi má thấy hình con hả? Mà hồi Tết này con bèo nhiều lắm hả má? Mà không có, mà con cũng xác được hả? Có bị bèo nhẹ không? Mình không biết mình có thiệt không? Lên coi thử. Bà nói mà con xác được đâu có bèo nhẹ hết á, cái mệt mỏi vậy đó. Tôi mới lên coi thử coi nó làm sao. Khi tôi lên tôi ngồi đó, tôi ngó vô cái truyền hình đó, thì đúng ra mình đang giữ pháp của nó. Đúng không? Không có mặt ở đây mà có giữ pháp hội ở đây, đang hình như đang đối diện, đang thấy mình đó. Cũng như bây giờ các nơi trên thế giới, các những người thích tôi, những người mến mộ tôi, cha mẹ anh em, bà con, bạn bè nhân dân muốn tìm hiểu cái bữa lễ ở đây hôm nay như thế nào, mà phát cái trực tiếp thì họ giờ họ đang ở đây không? Họ đang ngồi đối diện tôi, có cái gì thấy chặt không? Không thấy chặt cái gì hết trơn. Vậy có đúng không? 26 thế kỷ rồi mà Phật đưa ra điều đó, mà bây giờ nó đã chứng minh rõ ràng là sự thật. Ta đâu cần đến đây đâu, ta ngồi ở chỗ nào đó người ta. Tại vì Bồ Tát là những người có thần. Con mắt người ta là gì? Huệ nhãn, pháp nhãn. Đúng không? Cho nên người ta ở xa mà người ta vẫn thấy được Phật. Mà những người ở đây thì không thấy họ đó, nhưng mà họ đang đối diện. Tôi thì đâu không có Bồ Tát nào đối diện hết, chỉ có dòng này. Chỉ có mấy dòng linh đối diện tôi thôi. Thầy nói điều đó gì? Thấy được cái lý của Đạo Phật có thì không? Mà sự nó có thể không? Đó là sự đó nghe. Bây giờ đã chứng minh được wireless mà đâu có gắn dây gì đâu. Ở đâu mình ở đây mà ta đã coi hết rồi. Đâu có đem tới đây mà gắn dây rồi lỡ nhà ta đâu. Mà ta nhận thấy được khắp thế giới. Thì hỏi rồi chưa rồi, mười phương pháp giới. Đức Phật nói so với bây giờ rất là hiện thực. Và quý vị đâu có tin, nhiều khi không biết thắc mắc sao kỳ. Nhưng mà bây giờ ta dịch ra, diễn ra thật, thầy bây giờ Bồ Tát được chưa? Là phải ngồi tư duy coi và tìm những cái dữ kiện, những cái gọi là suy nghĩ của mình để dẫn chứng đạo Phật là xác thực chứ không có quyền thoại. Mà những cái điều đó, những con người tầm thường không trí tuệ, không nhận thức, không thấy được điều đó. Cho nên họ nghĩ rằng ông Phật nói quá là
là quyền thoại trung tự. Chứ thật ra nó là sự thật. Mà ngán lắm không? Cái tiến bộ mà chúng ta đã chứng minh được điều đó thì quý vị biết đạo Phật không phải là những cái ảo tưởng. Đó là nói sự lý. Lý nè. Bây giờ chúng ta là ban gì? Ban ngày. Phải không? Ở bên Việt Nam mình là ban ban đêm. Chúng ta ở trên nửa thế giới là ban ngày. Rồi ở Cali có cần chạy qua New York thấy mặt trời được không? Bất cứ ở nước nào mà nửa cùng nửa đó chúng ta đều thấy mặt mặt trời, đâu cần chạy lại mặt. Chỉ có những người nào ở bên kia đó đó thì bây giờ không thấy mặt mặt trời. Rồi ngay ở nước Mỹ này hay những nước cùng một cái gọi là bề mặt của cái đất mà đã hướng tới mặt trời, chỉ có những con người nào trốn ở trong nhà làm việc ở trong bóng tối, ơi làm việc ở trong phòng thì không thấy mặt trời. Còn tất cả mọi người đều ra ở ngoài đều thấy mặt trời giống như nhau. Thì đâu cần phải ý thầy muốn nói gì. Là những người không có cùng trình độ, không cùng nhận thức, không cùng sự biết thì không thấy một cái gì đó, không thấy được chân lý. Mặt trời ý thầy muốn nói là chân lý. Chân lý lúc nào nó cũng ở mọi nơi và tất cả mọi người cùng trình độ, cùng nhận thức, cùng sự hiểu biết đều thấy được chân lý cả, chứ đâu cần chạy đến Đức Phật, đâu cần phải chạy ngay đến Phật. Tôi ngồi ở đây, có khi tôi quét lá, có khi tôi cứ cây, có khi tôi đi dạo, tất cả mọi cái hình như là Phật dạy hết, chứ đâu cần phải tìm ông Phật ở Ấn Độ mà đi để mà chạy lại. Chân lý ở khắp mọi nơi mà chỉ phù hợp cho những người cùng nhận thức, đúng không? Cho nên có những người thầy nói cũng cùng một nửa trái đất, cũng cùng một ánh mặt trời nhưng mà ở trong phòng không thấy mặt trời. Ở với chị mình làm sao thấy mặt trời? Ý thầy muốn nói những người tu hành Phật giáo mà không thấy được cái chân lý đó chính là đang ở trong nhà tối. Nhà tối đó gì? Là cái tri thức hẹp hòi, cái nhận thức kém yếu. Cho nên cũng ở trong cái giáo lý của nhà Phật, cũng ở trong cái môi trường tu hành của đạo Phật mà không tin có Bồ Tát, đó là những người đang ở dưới mặt bầu trời mà không tiếp nhận được chân lý. Thế là dữ chưa? Không phải giỡn với thầy đâu nha. Cho nên ai mà phê bình không có Bồ Tát là thầy giận lắm. Ủa mà đâu mà tôi nói thân mà quên lộn. Không có lộn rồi sao lấy lại được. Bây giờ chúng ta nãy giờ nói mục đích để làm gì? Chúng ta học đạo, chúng ta học cái tâm hạnh của Bồ Tát, chúng ta tin tưởng Bồ Tát để biết để chúng ta học chuyện. Và khi chúng ta học thì chúng ta có niềm vui, đầu tiên là có niềm vui, bởi vì cho thì vui hơn này. Mà càng cho thì càng có nhiều niềm vui. Đó là sự thật. Thì nhiên nói thì nói vậy thôi, chứ cho nhiều quá cũng buồn. Cho nhiều quá buồn tại mình không có tự ý phát tâm. Chứ nếu mà mình cho mà đâu phát tâm của mình với điều của mình thì càng cho thì càng được. Ở trên đời thầy có nói một câu, ở trên đời này chúng ta đang trên một cái giáng cờ mà cuối đời rồi không có ai.